trộm lừa về thịt. Thưa thủ lĩnh, lần này thu hoạch bội thu hơn mỗi lần, được rất nhiều tiền vàng và ngũ cốc. Khá lắm, các người mau tổ chức tiệc ăn mừng đi. Tuân lệnh thưa thủ lĩnh. Là kẻ nào ra mặt đi? Hả, gì vậy? Có kẻ đột nhập ư? Dạ thưa thủ lĩnh, tôi người thật to gan lớn mật, dám cả gan đột nhập vào hang ổ của ta. Khai mau, người có âm mưu gì? Dạ thưa thủ lĩnh, chuyện là cuộc sống của tôi quá khó khăn nên tôi đánh liều lên núi xin ngài cho gia nhập băng cướp này ạ. Không phải ai muốn gia nhập là ta sẽ cho phép đâu. Nhưng nếu người đã có lòng như vậy, ta sẽ kiểm tra người có tư cách để trở thành một tên cướp thực thụ như chúng ta không. Dưới chân núi có một nhà nuôi hai con lừa. Sáng mai ông ta sẽ dắt một con lừa vào thành bán. Nếu người trộm được nó mà không để nó phát hiện ra thì bọn ta sẽ thu nhận ngươi. Được, mong ngài giữ lời ạ. Ôi, một chiếc giày da bóng lộn. Nhưng tiếc là chỉ có một chiếc thì cũng chẳng ít gì. Giá có đủ cả đôi thì tốt biết mấy. Ôi, cái gì thế này? Một chiếc giày da bóng. Có lẽ nó là một đôi với chiếc giày lúc nãy. Giá như ta giữ lại chiếc giày vừa rồi, có phải đủ một đôi không? Nếu ta đi không vừa, mang xuống chợ bán cũng được cả một khoản tiền. Mình biết phải làm thế nào rồi. Mình sẽ buộc con lừa ở đây, rồi chạy lại nhặt chiếc giày vừa nãy. Phải nhanh lên, không nhớ có người khác nhặt mất. Như vậy ta sẽ có một đôi giày đẹp mà không mất một đồng nào. Ôi trời ơi, lừa của ta đâu mất rồi? Trời ơi, nhặt được đôi giày thì đi tông mất con lừa rồi. Về nhà mà biết chuyện, bố vợ sẽ la ầm lên cho bà xem. Trời ơi, thôi thì lỡ rồi, không còn cách nào cả. Mình chỉ có thể lén về nhà dắt nốt con lừa kia vào thành bán. Nếu bán được giá cao cộng với số tiền bán đôi giày da bóng này, bố vợ sẽ tha thứ cho mình phần nào. Khá lắm, người đủ mưu trí và sự dũng cảm để gia nhập băng đảng của chúng ta. Tuy nhiên, ta nghĩ người có thể làm tốt hơn nữa. Tôi còn phải làm việc gì nữa, xin ngài cứ nói. Nếu người trộm được con lừa còn lại, thì chúng ta không những sẽ cho ngươi nhập bọn, mà còn bầu ngươi làm thủ lĩnh. Được, ta đồng ý. Đây sẽ là thử thách cuối cùng phải không? Mong ngài sẽ giữ lời. Tiếng gì vậy nhỉ? Đúng rồi, là tiếng lừa kêu. Hay là con lừa bị lạc của mình đang kêu. Trời ơi, cái đồ đáng chết kia làm ta phải lo lắng sợ hãi. Ta phải bắt nó về, dắt ra chợ bán mới được. Ôi trời ơi, sao con lừa này nó chạy nhanh thế nhỉ? Vừa mới thấy đứng kêu ở đây mà. Đừng có hòng chạy, ta sẽ bắt ngươi bằng được. Hơi lắm, anh xứng đáng là thủ lĩnh dẫn dắt chúng tôi. Hai thử thách vừa rồi đã chứng minh anh rất túc trí đa mưu, lại dũng cảm và gan dạ. Đúng vậy, có thủ lĩnh mới chúng ta có khác gì hổ bầu thêm cánh đâu. Nếu các vị đây có niềm tin để bầu tôi làm thủ lĩnh mới, vậy mọi mệnh lệnh tôi đưa ra, mọi người cứ làm theo không? Bất cứ yêu cầu nào của thủ lĩnh, chúng tôi đều nghe lời và không dám trái lời đâu. Vậy tôi muốn các ngài hãy từ bỏ con đường trộm cướp, hành về lương thiện và không quấy phá dân làng nữa. Thật là vô lý, không thể nghe theo lời hắn ta được. Như vậy có khác nào tiệt đường sống của chúng ta chứ? Hóa ra ngay từ đầu ngươi đã có mục đích tiếp cận chúng ta.
Đúng vậy, lúc đầu tôi muốn gia nhập toán cướp, chiếm trọn niềm tin của các ngài để có cơ hội hành động, ra tay trả thù cho dân làng. Nhưng đến đây tôi thấy các vị ở đây đều là những bậc trọng nghĩa khí. Vậy thì nếu đã tôn tôi làm thủ lĩnh thì hãy nghe lời tôi, từ bỏ con đường trái với đạo lý này đi. Một con người thông minh và nghĩa khí như anh, nếu như muốn ra tay với chúng tôi, tất chúng tôi không phòng bị được. Này, anh đã có nghĩa khí thế thì chúng tôi cũng xin giữ đúng lời hứa, nghe theo lời anh. Còn hai con lừa này để anh trả lại cho người bán lừa. Nghe theo lời anh, chúng tôi sẽ giải tán toán cướp và làm nghề lương thiện. Con lợn đất của em tôi. Lâm, nghỉ tay một lát đi cháu. Cháu chưa quen được thời tiết này đâu, dễ bị cảm nắng lắm đó. Cháu không sao đâu ạ. Mướt mãi mồ hôi thế kia mà kêu không sao. Mà cháu ăn sáng chưa? Còn mấy củ khoai chú để đằng kia kìa, cháu ra mà ăn tạm đi. Dạ, cháu cảm ơn chú. Tội nghiệp thằng bé quá, mới tí tuổi đầu đã phải đi làm vất vả thế này. Thằng bé ở ngay cạnh nhà tôi, cả bố cả mẹ nó đều qua đời do tai nạn giao thông. Còn đứa nhỏ nữa ở nhà, buổi chiều nghỉ học thằng bé đi phụ hồ đấy. Tội nghiệp, con tôi cũng bằng tầm tuổi này, còn chưa thổi được nêu cơm. Đằng này con người ta đã phải lo cả cho em rồi. Bóng ơi, ra anh cho cái này. À, anh Lâm, anh xem nè. Ai cho em con lợn đất thế? Dạ, là của bà Hai Nhân cho em. Nhà mình lấy tiền đâu mà nuôi heo đất hả? Những lúc học bài xong, em tranh thủ sang giúp bà Hai tưới rau, nhặt củi. Bà hứa sẽ cho em tiền. Em còn nhỏ, ngoài giờ học, em giúp bà một số việc lặt vặt là được. Nhưng sao lại lấy tiền của bà? Sao lại mắng em thế? Bà thưởng cho Bóng ít tiền để Bóng tiết kiệm mua quần áo mới nhỉ? Hai đứa ăn cơm chưa? Bà nấu luôn cho bát canh cá nè. Bà tốt quá. Anh em cháu, anh em cháu. Nếu mai mốt giành được nhiều tiền, em sẽ mua hai bộ quần áo mới, cho anh một bộ, em một bộ. Lâm nằm ngủ đi cho nhanh khỏi. Anh không sao. Hôm nay dỗ ba mẹ, em cầm tiền ra quán bà Hiền mua ít đồ cúng về thắp hương cho ba mẹ. Nhưng anh đang ốm, còn tiền mua thuốc nữa. Không sao, ngày dỗ ba mẹ mà không có đồ cúng thì tội chết. Em cứ đi mua đi. Vâng ạ, em đi ngay đây. Có chuyện gì thế? Sao lợn đất lại bị vỡ thế hả Bóng? Đừng nhặt nữa em, kẻo đứt tay bây giờ. Dạ, em thấy anh Hai ốm mà không có tiền mua thuốc, nên em đập lợn lấy thêm tiền mua thuốc cho anh, với thêm tiền mua đồ về làm dỗ ba mẹ. Để lát nữa anh đi vay tiền bà Hai Nhân mua cũng được. Em không để dành tiền mà mua quần áo, sắp đến Tết rồi mà. Không đâu, Bóng muốn mua đồ cho ba mẹ và anh Hai cơ. Anh không chịu ăn, toàn nhường phần cho Bóng rồi bị mệt. Ba mẹ mất rồi, em chỉ còn mỗi anh Hai thôi. Anh Lâm đừng khóc. Lần khác Bóng lại dành tiền nuôi con lợn đất khác mập hơn mà anh. Bóng hoàng lắm. Đợi anh Hai khỏe lên, anh Hai sẽ kiếm thật nhiều tiền cho Bóng mua quần áo mới.
cả một con lận đất mới nữa. Đăng ký kênh ngay đi nào. Mỗi ngày, Bài Học Cuộc Sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.